vận dụng tuệ giác các thiền sinh thường quên vận dụng tuệ giác vốn có của họ khi hành thiền tại nhà vì họ chưa từng thử vận dụng nó thẩm sát và vận dụng tuệ giác của mình để kiểm tra xem liệu sự hay biết có đang hiện diện và bao nhiêu nỗ lực đang được sử dụng cho sự hay biết đó thay vì chỉ nỗ lực một cách mù quáng sau đây là một số câu hỏi để tự xem xét bạn có thấy được mức năng lượng đang dùng cho nỗ lực? Tâm có đang quân bình không? Bạn cảm thấy trải nghiệm đó như thế nào? Mức độ tự tin hay niềm tin của bạn là bao nhiêu? Tọa giác có đang làm việc không? Các thiền sinh thông thường có thể nhận ra những điều này khi sự hay biết có mặt. Tuy nhiên, rất ít thiền sinh có thể nhận ra tọa giác đang làm việc tuệ giác chỉ có hai từ nhưng cách nó thể hiện thì muôn màu muôn vẻ đôi khi chúng ta bỏ lỡ sự thật rằng tuệ giác đang có mặt và làm công việc của nó bởi vì chúng ta chưa quen với cách làm việc của tuệ giác chúng ta không thân với tuệ giác lắm so với mấy người bạn của mình chúng ta đã quen dùng nỗ lực tôi thấy các thiền sinh cố gắng để không bị buồn ngủ thay vì vậy khi cảm thấy buồn ngủ chúng ta nên làm một chút thẩm sát về cơn buồn ngủ tại sao lại buồn ngủ ngay lúc này điều gì khiến mình buồn ngủ cơn buồn ngủ mang lại cảm giác như thế nào thay vì thẩm sát như vậy các thiền sinh lại phản ứng tiêu cực với cơn buồn ngủ họ thử nhiều chiến thuật khác nhau để loại bỏ cơn buồn ngủ thay vì để nó diễn ra tự nhiên và tìm hiểu thêm về nó tôi thấy điều này diễn ra ở thiền đường trong các thời khóa ngồi thiền vài thiền sinh bắt đầu buồn ngủ và biểu cảm trên gương mặt của họ không được hạnh phúc lắm khi họ cố vực dậy tinh thần xử lý mù quáng như vậy chỉ tạo nên những thói quen xấu thôi nếu ngồi thiền mà làm bạn cảm thấy buồn ngủ thỉnh thoảng năng động một chút có thể sẽ tốt nếu bạn tạo việc làm cho tâm hoặc nếu tâm chủ động hay biết lúc đó nó sẽ trở nên tỉnh giác và tỉnh thức vì nó đang có việc để làm bạn cũng có thể thử ngồi thiền với đôi mắt mở chúng ta cần vận dụng tuệ giác cũng như cách mà chúng ta vận dụng trí thông minh của mình để xử lý vấn đề phát triển kinh doanh hoặc nghĩ thấu đáo về những gì cần hoàn thành ở nhà hoặc ở chỗ làm trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tìm cách để làm được việc này việc nọ, hỏi ý kiến đúng người và lên chiến lược để mang lại lợi nhuận. Chúng ta cần nhận ra sự có mặt của tội giác và áp dụng những kỹ năng tương tự vào thiền tập. xử lý vấn đề cho bản thân Tôi thường đi vòng quanh trong thiền đường ở trung tâm Siêu Minh vào mỗi buổi chiều. Có một tu nữ ngồi ở hàng đầu và tôi thấy cô ấy cứ hay bị đỏ mặt. Sau đó, trong buổi tham vấn, tôi đã hỏi lý do vì sao cô ấy cứ bị đỏ mặt như vậy khi ngồi thiền. Cô ấy giải thích vì cơ địa của cô ấy lúc đó có khuynh hướng xì hơi rất nhiều và cô ấy cảm thấy tệ dùm cho những người ngồi phía sau mỗi lần việc đó xảy ra nên mặt cô ấy cứ đỏ ửng mỗi khi cơ thể thực hiện phản ứng đó. Tôi hỏi, vậy tại sao cô lại chọn ngồi ở hàng đầu mà không phải là ở phía cuối thiền đường? Nếu cô e ngại và biết tình trạng cơ thể đang như vậy, cửa thiền đường luôn để mở nên không nhất thiết phải ngồi ở hàng đầu. Lý do đơn giản, chỉ vì cô là một tu nữ nên cô cảm thấy mình phải ngồi ở hàng đầu chúng ta tự gây khó khăn cho mình bằng những niềm tin kiềm chế nhu cầu sinh học của cơ thể có thể sẽ rất không thoải mái và thậm chí có thể làm chúng ta mắc bệnh thay vì vậy chúng ta nên tìm ra các giải pháp thay thế hãy trả tự do cho chính mình làm những gì nên làm để hỗ trợ cho thiền tập thay vì nắm giữ một số ý niệm nào đó trong đầu mà không xem xét đến một giải pháp hợp lý xây dựng một cộng đồng thăm ma trước khi bước vào thiền tập tôi là một đứa ngỗ nghịch trong gia đình lời nói của tôi gần như không có chút trọng lượng nào bởi vì tôi nằm trong danh sách kẻ nói dối nhưng trong khoảng ba năm thực hành thiền tôi ngày càng ít nói vì tôi quan sát lời nói của mình rất cẩn thận kể từ đó mọi người đã chịu lắng nghe mỗi khi tôi nói bởi vì lúc này những gì tôi nói ra đều có giá trị họ lắng nghe bởi vì họ biết đằng sau mỗi câu nói của tôi đều ẩn chứa ý nghĩa đôi khi gia đình tôi cũng cảm thấy có chút e dè bởi vì họ biết giờ đây tôi chỉ nói ra sự thật định kỳ mỗi chủ nhật gia đình tôi thường sum họp lại ăn uống và trò chuyện cuộc trò chuyện thường xoay quanh những mẫu xe đời mới nhất các ngôi sao điện ảnh đang hot và đại loại như vậy tôi đã hành thiền được một thời gian vào thời điểm đó và nhận thấy những cuộc trò chuyện như thế này thật phí thời gian tôi cân nhắc xem việc gì nên làm và dần dần một ý tưởng nảy lên trong đầu một ngày khác tôi đã đề nghị cả gia đình cùng hành thiền với nhau tất cả chúng tôi đều đã có kinh nghiệm thực hành bởi vì cha tôi từng đưa tất cả chúng tôi đến trung tâm của thầy tôi và mọi người đều đã đồng ý hành thiền cùng nhau. Chúng tôi bắt đầu bằng 15 phút ngồi thiền và sau đó là ăn uống cùng nhau. Kể từ đó, ý tưởng này đã lên ngôi. Chúng tôi hành thiền cùng nhau mỗi lần họp mặt. Sau khi ăn uống hoặc trong bữa ăn, tôi sẽ đề nghị một cuộc thảo luận nhỏ và chúng tôi trao đổi về chất lượng cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn. Tôi sẽ hỏi từng người một anh chị cảm thấy như thế nào về cuộc sống của mình? Có hài lòng không? Không khí bữa ăn dường như trở nên nghiêm túc. Một người anh trai đã trả lời rằng anh không cảm thấy hài lòng với cuộc đời mình. Và một người khác thì cảm thấy 50-50. Dần dần các anh chị em của tôi đã chia sẻ cụ thể hơn về cuộc sống và những cảm xúc của họ. Có người còn khóc sau khi chia sẻ nhờ đó đã cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đó không phải là những đề tài mà họ đã dành thời gian suy tư mỗi người cứ lao vào cuộc sống thời gian trôi qua và họ chưa bao giờ nhìn lại họ đã sống như thế nào từ tuần này sang tuần khác các câu hỏi cứ tiếp tục nếu không hạnh phúc với cuộc sống thì làm sao để cải thiện anh chị đối diện với nó như thế nào chúng tôi đã mang thầm ma vào cuộc trò chuyện và buổi họp mặt đã trở thành một buổi pháp đàm với tuệ giác bạn cũng sẽ biết cách để giúp đỡ những người khác chuỗi nhân quả một thiền sinh trong khóa thiền mà tôi hướng dẫn có vài câu hỏi xoay quanh ý chí tự do khi chúng ta bàn về tiến trình điều kiện hóa hãy nhớ rằng có một chuỗi các tâm trong tiến trình có điều kiện này những điều kiện trong một tâm sẽ để lại hiệu ứng hoặc phẩm chất của nó lên tâm kế tiếp do đó bất kỳ điều gì mà tâm chọn để làm trong khoảnh khắc kế tiếp sẽ thêm vào hoặc lấy ra một số điều kiện từ phẩm chất hiện tại rồi tâm đó sẽ diệt đi và những điều kiện mà nó để lại sẽ sinh ra một tâm mới và khi tâm mới này diệt đi cũng sẽ để lại phẩm chất cho một tâm mới khác mỗi tâm đều bắt đầu với vốn phẩm chất hay điều kiện nào đó và tâm đó có cơ hội chọn bất kỳ một nội dung nào trong thời khắc hiện tại để đóng góp vào khoảnh khắc này dưới hình thức hành động hoặc phi hành động trước khi nó diệt mất mọi thứ đều bị điều kiện hóa nghĩa là có một chuỗi các sự kiện đang diễn ra và khoảnh khắc hiện tại được điều kiện hóa bởi các nghiệp quá khứ cùng lúc đó có một sự lựa chọn xảy ra ở khoảnh khắc hiện tại dựa trên tuệ giác bởi vì tuệ giác có ý chí tự do cho nên tuệ giác đó có khả năng chọn bất kỳ nội dung hành động hoặc phi hành động nào mà nó muốn tuy biết rằng mọi thứ được điều kiện hóa nhưng bạn không thể hình dung được sự bao la của nghiệp hay karma mà mình đã tích lũy để rồi chúng sẽ cho kết quả vào thời điểm tương ứng. Nếu ai đó đã hình thành thói quen giận dỗi kinh niên, người đó sẽ rất dễ bùng phát cơn giận chỉ với một sự bất như ý nhỏ nhoi. Nếu một người đã học thiền, bắt đầu hành thiền và hiểu ra lợi ích của thiền tập trong khoảnh khắc hiện tại, người này có thể dần dần phát triển sự thực hành của mình đến mức có khả năng ý thức rõ việc gì nên làm và đưa ra những quyết định sáng suốt nhờ sự đồng hành của sự hay biết và tuệ giác người này có thể quyết định nên nổi giận tiếp hay nên hiểu về cơn giận và giúp cho tuệ giác được phát triển lựa chọn này được sinh ra từ ý chí tự do nếu chỉ có tâm si đang hiện diện thì mặc nhiên những gì đã bị điều kiện hóa trước đây hay thói quen cũ lập tức được thiết lập và người này chắc chắn sẽ ứng xử dựa trên những điều kiện đó. Khi loại tâm này có mặt, nó không có hứng thú với trí tuệ. Trạng thái của loại tâm này dễ bị tác động từ bên ngoài, giống như một chiếc tivi bị người ta mặc sức bấm nút chuyển kênh bằng điều khiển từ xa. Điều kiện hóa sẽ quyết định mọi kết quả sự hay biết cho phép tâm có lựa chọn bạn có thể nghe ai đó bàn về một đề tài nào đó hoặc bạn có thể tình cờ bắt gặp một cuốn sách giúp mở ra một ít trí tuệ bạn có thể mượn trí tuệ từ một ai đó hoặc một cuốn sách xem xét và ứng dụng vào cuộc sống của bạn để mang lại nhiều trí tuệ hơn bằng cách này chúng ta có thể thấy sự hay biết và tuệ giác mang lại tự do để quyết định cuộc đời mình trong khi tôi chia sẻ về những điều này. Tôi cũng không khuyến khích các thiền sinh chiêm nghiệm quá nhiều về những vấn đề này. Làm như vậy, rất dễ bị lạc vào khái niệm hóa và trừu tượng hóa về những chủ đề tương tự. Và vì thế, sẽ bị trôi xa khỏi khoảnh khắc hiện tại. Một trong những điều kiện làm sinh khởi tuệ giác là suy nghĩ sâu về Dhamma. Nhưng chắc chắn, việc này phải cần dựa trên nền tảng của chánh kiến và tránh tư duy xây dựng những cái thấy sâu sắc khi trải nghiệm một cảm xúc chúng ta có thể vừa trải nghiệm nó vừa có thể hiểu được khuynh hướng tự nhiên của tâm kháng cự hoặc ưa thích đối với cảm xúc này đây là một cách tiếp cận và nhận thức đầy uy lực so với việc chỉ tạm lánh khỏi những xáo động của cảm xúc để có được chút an lạc tạm thời việc hiểu rằng đây chỉ là tâm không có ai ở đây ngoài các điều kiện là một cái thấy sâu sắc thông thường những cái thấy sâu sắc chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc đây là điều hết sức bình thường chúng ta để cho những cái thấy sâu sắc này sinh khởi thường xuyên và góp nhặt chúng từng chút một trong nhiều lần việc sinh khởi thường xuyên của cái thấy sâu sắc để lại dấu ấn trong tâm và mỗi tâm sau khi sinh lên rồi diệt đi sẽ để lại phẩm chất của nó cho tâm kế tiếp khi những cái thấy sâu sắc sinh khởi thường xuyên di sản của chúng sẽ được kế thừa bởi các tâm thừa tự kế tiếp và trở nên mạnh mẽ hơn đó là cách mà chúng ta có được những cái thấy sâu sắc lâu dài hay biết trong thảnh thơi chúng ta cần phải nhớ để nhận ra sự khác biệt giữa nỗ lực cá nhân và mức năng lượng thực tế mà tâm ma cần nếu bạn cứ cố chấp thực hành theo cách của mình bạn sẽ không thể thấy được những gì đang diễn ra một cách tự nhiên chỉ cần lùi lại bạn sẽ thấy được tiến trình hay biết đã và đang diễn ra khá tự nhiên cho nên thỉnh thoảng tôi hay hỏi các thiền sinh bạn có để ý rằng bạn có thể nghe được âm thanh nào đó dù bạn không chú ý lắng nghe không hoặc có thể thấy những gì đang diễn ra mà không cần phải cố tập trung nhìn vào chúng bạn có để ý rằng dù bạn không chú ý nhưng tâm bạn vẫn biết được mọi thứ tôi muốn các thiền sinh đặc biệt là những người đã thực tập nhiều năm đạt đến mức mà họ nhận ra rằng không cần sự tập trung hay chú tâm, sự hay biết vẫn đang diễn ra. Sau nhiều năm hành thiền, sự thực tập của họ nhất định đã có quán tính và họ cần đứng lùi lại để thấy được điều này đang diễn ra. Tại thời điểm này, bạn cần chuyển từ nỗ lực sang nhận diện. Khi tâm có mặt trong tâm, thì bạn chỉ còn thấy những việc đáng làm, không còn những hành động vô bổ nữa tất nhiên không dễ dàng gì để thay đổi ngay lập tức một khuôn mẫu thói quen nhưng vẫn tốt khi biết được những thông tin này bởi vì chúng sẽ giúp bạn thay đổi được thói quen vào một lúc nào đó trong tương lai bằng cách này bạn sẽ dần dần hiểu điều gì đang thực sự diễn ra và sự hiểu biết này sẽ giúp bạn loại bỏ những khuôn mẫu thói quen cũ đây là lý do vì sao đà quán tính thực hành rất quan trọng khi mọi thứ diễn ra theo cách riêng của chúng và bạn có thể thực sự thấy rằng không có tôi hay của tôi nào ở đó chỉ cần thực hành đúng và liên tục hiểu biết sẽ sinh khởi một khi bạn bắt đầu thấy rằng tất cả chỉ là tiến trình nhân quả đang diễn ra tâm sẽ càng lúc nhìn mọi thứ từ góc độ này nhiều hơn tạo đà quán tính góp nhặt muội vàng nếu bạn nhìn lại kiếp này và đông đo lượng thời gian mà bạn đã bỏ ra cho sự hay biết cho sự phát triển thiền tập và tuệ giác bạn sẽ nhận ra lượng thời gian đã bỏ ra này chẳng đáng là bao vô minh và các phiền não đã là bạn đồng hành từ lúc chúng ta mới chào đời mọi thứ luôn đến và đi khỏi cuộc đời bạn nhưng các phiền não thì có vẻ như luôn ở lại nếu bạn hiểu tiến trình nhân quả bạn sẽ thấy phiền não luôn có cách vận hành của chúng những ấn tượng chúng để lại thường rất sâu sắc những ấn tượng này in sâu vào tâm và gây ra những tác động dai dẳng thông qua tiến trình nhân quả nếu sự thực hành của chúng ta cứ bị gián đoạn thì chúng ta không thể trở nên tiến bộ và những hiểu biết sẽ bị đứng chừng lại nếu chúng ta bỏ bê sự thực hành tâm si sẽ tăng trưởng và che phủ hết những gì chúng ta đã hiểu khi hành thiền liên tục chúng ta có thể duy trì một mức độ hiểu biết nhất định sự hay biết là nền tảng cho tuệ giác được sinh khởi thường xuyên nên bạn phải duy trì sự hay biết trong từng khoảnh khắc bất cứ hiểu biết hoặc tuệ giác nào cũng nằm trong sự vô thường như bao thứ khác hiểu biết về anicca vô thường và anatta vô ngã cũng vô thường tuy nhiên trong khi hiểu biết đó sinh lên rồi diệt đi nó sẽ để lại dấu ấn cho tâm kế tiếp tâm này sẽ tiếp thu và tiếp tục để lại cho tâm kế tiếp rồi diệt mất đây là một cuộc chơi chỉ có một lựa chọn nếu bạn không làm việc này thì cũng là việc khác nếu cái này không hiện diện thì sẽ là cái khác hoặc là bạn tiến lên, hoặc là bạn lùi lại. Không có trạng thái đứng yên. Các tâm thiện sẽ hỗ trợ nhau, cũng như tâm bất thiện sẽ hỗ trợ đồng đội của chúng. Khi có đám cháy và bạn dội nước vào, lửa sẽ tắt. Nếu đám cháy quá mạnh, lửa sẽ tiếp tục cháy. Tôi muốn bạn vận dụng tội giác để tiếp tục sự thực hành. Bạn góp nhặt mùi vàng mỗi ngày một ít, ngày này qua ngày khác bạn sẽ học được nhiều điều khi có những sự kiện khác nhau đi qua cuộc đời mình. Hay biết với trí tuệ là một sự cam kết trọn đời, không phải là một công việc bán thời gian. Nó là một công việc mà bạn cần phải làm trong mọi lúc. Tôi nhấn mạnh, trong mọi lúc. Chỉ khi bạn thấy ra được bản chất của tâm, bạn sẽ thấy ra được bản chất của tâm mà. Tâm chỉ sinh lên rồi diệt đi chỉ là phù du và chất liệu duy nhất mà bạn có thể đưa vào tiến trình này là chất lượng của sự hay biết. Khi sự hay biết trở nên tự nhiên, nghĩa là bạn đã và đang tiếp thêm sự tinh tấn để nó luôn diễn ra. Bên bỉ là chánh tinh tấn. Sự hay biết có mặt thường trực, sự tinh tấn kéo dài và trở nên tự nhiên hơn và hữu ích hơn. Tời giác vipassana không thể có được thông qua lý trí. Nó là thứ không thể hiểu được bằng lý trí. Tuệ giác Vipassana là thứ không thể khái niệm hóa bằng hình ảnh. Nó là một sự hiểu biết và cái thấy hoàn toàn mới về các nguyên lý, về bản chất tự nhiên của mọi thứ. Khi chúng ta thực hành đều đặn và liên tục, chúng ta sẽ giữ cho những hiểu biết nhỏ cùng tuệ giác xuất hiện ngày càng nhiều. Sau một quá trình dài, những hiểu biết này sẽ trở nên bền bỉ hơn và sẽ song hành cùng với sự hay biết. Một khi tội giác bắt đầu làm việc với sự hay biết, sự thực hành của chúng ta sẽ tiến lên một tầm hiểu biết cao hơn. Chúng ta bắt đầu có những cái thấy thật sự sâu sắc. Những hiểu biết sâu sắc này có tính độc lập. Chúng có rất nhiều sức mạnh. Chúng không còn tùy thuộc vào sự hay biết nữa một khi chúng ta có những hiểu biết như vậy chúng sẽ luôn có mặt và tuệ giác cũng vậy ở giai đoạn này sự hay biết sẽ lùi lại và đóng vai trò thứ yếu nó luôn ở đó bởi vì tuệ giác không thể tồn tại mà không có sự hay biết nhưng ở trình độ này tuệ giác bắt đầu tồn tại độc lập sự hay biết sẽ nuôi dưỡng tuệ giác và những hiểu biết của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ ở giai đoạn này tâm luôn biết phải làm gì điều ngạc nhiên là sự thực hành trở nên vô cùng dễ dàng đến mức nó cứ diễn ra dù cho chúng ta có nỗ lực hay không càng thực hành tâm sẽ càng thuần thục và không còn lăn tăn phải làm như thế nào nữa nó luôn tự tìm cách khi tuệ giác đồng hành cùng nó lợi ích thực sự của đam ma không phải là để tránh né các vấn đề của cuộc sống mà là tiếp cận trở lại với các vấn đề đó với trí tuệ thay vì phiền não và hiểu rõ về cách vận hành của chúng nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc